Chào mừng anh em quay trở lại với Cà phê Nhân phẩm. Bài 12.18 đã cập nhật được vài ngày. Tuy nhiên, bài Seraphin Hắc Hỏa vẫn đang quá hot meta khi người người nhà nhà spam và có thể lọt top dễ dàng. Bên cạnh đấy, Măm Măm Pháp Sư đang nổi lên và nhanh chóng nằm trong top meta. Tuy nhiên, bài nào cũng sẽ có điểm yếu của nó. Và đương nhiên rồi, một cái tên có thể đối chọi lại cả hai đội hình này chính là Bạo Long Xuyên cùng cô nàng sát thủ Nila. Với sức mạnh từ Bạo Long, vị chúa quỷ bất tử sẽ đưa anh em tới chiến thắng. Còn bây giờ, cùng xem sức mạnh của bộ bài này nhé. I have seen this place. A vision. A battle. Đến giờ đây, đứa con cưng của Văn Tùng và Hà Tiểu Phu sẽ chính thức khai trương vào ngày 8 tháng 10 sắp tới tại địa chỉ 125 Sạch 2, Hòa Hưng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đi kèm với những ưu đãi siêu khủng như khuyến mãi tặng 300% cho 5 khách hàng đầu tiên, tặng 200% cho 10 người tiếp theo. Đồng thời trong tuần lễ đầu tiên, game Hòa Hưng mở cửa. Tất cả khách hàng nạp trên 100k sẽ được bonus 100% giờ chơi cực kỳ xịn sò. Ây da, gì mà bonus khủng dữ vậy ta? Ngày 8 tháng 10 sắp tới để được đắm chìm trong thế giới game đỉnh cao ngay và luôn nha. Get go! Trong update mới nhất 12.18, Bạo Long Xuyên được buff nhẹ. Lượng máu hồi tăng từ 11 lên 12% máu đã mất. Mặc dù chỉ là thay đổi khá nhỏ, nhưng nó vẫn làm cho Bạo Chúa Xuyên trâu bò hơn. Để khắc chế được Seraphine Hắc Hỏa thì Bạo Chúa Xuyên với Quỷ Thư vừa giảm hồi máu, vừa chống chịu, thêm cả lượng hồi phục đủ lớn để cú nhây. Với lượng lá chắn từ chính Seraphine địch thì Nila lướt nhiều lần cũng gây lượng lớn sát thương. Khi mà cầu thủ không còn dừng ở cấp thấp để roll Aphelios 3 sao nữa thì team Bạo Long đã đi theo một hướng khác là up cấp và chơi bằng Bạo Chúa Xuyên. Tuy nhân vật chính là Xuyên nhưng nguồn sát thương của team vẫn phải phụ thuộc vào những tướng khác. Đó là Graves luôn được anh em cầu thủ tin tưởng. Hay cũng có thể là Nila, khắc chế cứng của Seraphine. Đội hình Xuyên Bạo Long, ngoài đánh bằng sự lì đòn của Bạo Chúa Xuyên, thì có một vị tướng khác khắc chế lượng giáp bảo Seraphine chính là Nila. Càng nhiều giáp bảo thì Nila càng thích. Ngoài ra, sát thủ vẫn là bộ bài clear dàn sau rất nhanh và Măm Măm Pháp Sư không phải ngoại lệ. Chỉ cần cậu ôm trời dính vào móng vuốt của những tên sát thủ là có thể nằm xuống bất cứ lúc nào. Nhìn chung, đây là bộ bài có thể đối chọi với meta khi người người nhà nhà đang chơi phép rất nhiều. Được rồi, bây giờ cùng mình tìm hiểu lineup nhé. Đội hình sẽ form ở cấp 8 với Rell, Quiana, Aphelios, Rengar, Graves, Nila và Bạo Long Xuyên. Khi này team có nhiều nguồn sát thương đến từ cả Rengar, Graves và Nila, còn chống chịu chính là Bạo Chúa Xuyên và Rell. Lineup khá hoàn hảo khi vừa có chống chịu, vừa có sát thương tuyến trước, vừa có sát thủ tuyến sau. Nhưng với 3 tướng bậc 4 khá khó kiếm và đắt đỏ thì anh em hãy cố sai sở nhé. Ngoài ra, anh em có thể thay Hecarim vào Graves hoặc Nila để team có thêm khống chế diện rộng, cũng như kích kỵ sĩ tăng chống chịu. Trường hợp này, anh em có thể cho Sejuani thay Quiana làm vật hiến tế cho Bạo Long. Ngoài ra, Bạo Long với 4 sát thủ cũng rất hợp để càng quét team địch. Form này chỉ cần thay Graves thành Dyna với Rell, Quiana, Aphelios, Rengar, Dyna, Nila và Bạo Chúa Xuyên. Kích được 6 Bạo Long giúp tăng chống chịu và 4 sát thủ với sát thương lớn lên tuyến sau. Ngoài những tướng Bạo Long mặc định ra thì hướng chọn carry của team sẽ phụ thuộc vào lượng trang bị bạn có nữa. Cùng xem Graves hay Nila phù hợp với đồ nào nhé. Ưu tiên đầu tiên là phải có lời thề hộ vệ ghép cho tướng hiến tế là Quiana hay Sejuani. Với trang bị này thì ngoài lớp lá chắn khi xuống dưới 50% máu thì lượng giáp kháng phép được cộng dồn cũng làm cả team cực kỳ trâu. Nhưng nếu không có lời thề hộ vệ thì quyền năng khổng lồ hay một ấn nào đấy để hiến tế thành tinh hoa Bạo Long cũng không tồi. Tiếp đến, Bạo Chúa Xuyên cần Quỷ Thư để thiêu đốt cả team địch. Trong bản này, các bài phép đang on top nên anh em hãy ghép cho Xuyên một cái vuốt rồng để hắn chống chịu lâu nhất. Ngoài ra, quyền năng khổng lồ hay quyền trượng thiên thần cũng cực kỳ hợp với Xuyên. Rengar cần cho mình đầu tiên là vô cực để cường hóa sát thương. Tiếp theo, Đại Bác Liên Thanh, áo trong bóng tối hay cung xanh cũng rất phù hợp. Graves là carry đã quá quen thuộc rồi, chắc mình không cần nói nhiều nữa ha. Huyết kiếm, cuồng đao, dây khổng lồ, quyền năng, cung xanh đều có thể ghép cho carry này. Nila sẽ phù hợp với vô cực để cô có thể quất roi chết mục tiêu trước khi lướt đi. Ngoài ra thì cung xanh, huyết kiếm, áo trong bóng tối đều ổn áp. Cuối cùng, các mảnh trang bị thừa, anh em có thể ghép cho Hecarim hay Rell, vuốt rồng, thú tượng, giáp máu, giáp gai hoặc thêm lời thề hộ vệ cũng không sao. Với bài này, nếu đã đủ đồ cho Xuyên thì chúng ta cần càng nhiều đồ sát thương càng tốt.
vì riêng chúa quỷ thôi đã rất đủ chống chịu cho cả team rồi. Sau khi anh em đã nắm chắc trang bị, thì chúng ta cùng chuyển sang phần xếp team nhé. Khác với hầu hết team khác, Bạo Long có cách xếp team rất đặc biệt. Swain ở giữa hàng đầu tiên để vừa chống chịu, vừa dễ dàng gây sát thương và hiệu ứng giảm hồi máu. Rao và Aphelios cũng đứng hàng đầu tiên ở hai bên của Swain để có thể dễ dàng kích lời thề hộ vệ, bắp giáp kháng phép cho bạo chúa. Hiến tế Quiana hay Sejuani với lời thề hộ vệ. Anh em lưu ý, khi né lốc, máy chiếu, đào góc hay làm bất cứ thứ gì thì cũng không được động đến cái ô hiến tế nhé. Đừng để thua một round nhảm khi bạn hiến tế nhầm người, thậm chí là không hiến tế ai. Xếp Graves ở sau Swain để vừa có thể gây sát thương, vừa hưởng hào quang từ lời thề hộ vệ. Cuối cùng, xếp Nila, Rengar ở hàng sau tùy theo hướng carry địch để có thể nhảy ra sau ám sát nhanh nhất. Một đội hình đặc biệt cũng sẽ có cách triển khai đặc biệt. Muốn chơi team này, anh em bắt buộc phải có lời thề hộ vệ. Vì thế đầu trận, hãy cố gắng bắt một nước mắt hay một giáp. Vì đa số các tướng đều khá đắt tiền và khó kiếm ở đầu trận, nên anh em có thể đép bằng mọi thứ mình có. Sau đó khi lên được 8 mới bắt đầu roll và xoay qua Bạo Long Swain. Sau đây mình xin giới thiệu một số form giữ máu đầu game để dễ dàng triển khai bài Bạo Long Swain nhé. Đầu tiên là form pháo thủ kỵ sĩ với Senna, Aphelios, Sejuani, Rell. Đồ công bạn hãy cho Senna để sau dễ dàng bán đi và chuyển sang carry khác. Còn đồ phòng ngự hãy lắp cho Sejuani. Khi lên cấp hãy bổ sung thêm kỵ sĩ như Lilia hay Nunu. Ta cũng có thể đép máu bằng team khác, ví dụ pháo thủ, hộ pháp. Với Senna, Aphelios, Braum, Rakan, vẫn là Senna cầm đồ đam, còn Braum giữ đồ chống chịu. Lưu ý, anh em đừng hiến tế tướng Bạo Long ở giai đoạn khởi đầu nhé. Đội hình sẽ mất đi một tướng, nhưng lượng máu nhận lại là không đủ để bù đắp. Giữa trận, nếu Swain ra sớm, ta có thể dễ dàng triển khai với khung Sejuani, Senna, Aphelios, Rell, Rengar, Swain. Khi này chỉ cần tiếp tục lên 8, rồi bắt đầu roll ổn định team. Còn nếu giữa trận anh em chưa có Swain, hãy cố đép bằng sát thủ với Sejuani, Aphelios, Quiana, Rell, Rengar, Nunu, hay bằng pháo thủ với Senna, Aphelios, Sejuani, Rell, Graves, Zeri. Cố gắng giữ máu rồi lên 8 để roll khung chuẩn mình đã nói ở phần trên nhé. Với một team mà bạo chúa Swain vừa chống chịu vừa gây sát thương kéo dài ván đấu thế này thì thăng hoa cực kỳ phù hợp. Ngoài ra, mắt bão cũng giúp bạo chúa Swain càn quét cả sàn đấu. Team Bạo Long với mọi tướng đều cầm đồ thì là chắn siêu công nghệ để tăng chống chịu, trí tuệ siêu công nghệ giúp tăng mana hay kể cả trái tim siêu công nghệ tăng sát thương đều rất phù hợp. Sức sống mới hay túi cứu thương cũng cực kỳ hiệu quả với đội hình câu kéo thời gian nhờ tạo lá chắn và hồi máu thế này. Ngoài ra, nguyên tố luân với lượng mana hồi lại cũng giúp Swain vừa gây sát thương vừa hồi máu liên tục. 6 Bạo Long với 1.000 máu cộng thêm thì hầu hết các tướng đều có thể dùng dựa hơi. Và còn đó là bạn thân hay đấu sư giúp tăng khả năng chống chịu cho cả team. Những nâng cấp thêm trang bị cũng rất cần thiết với team nhiều carry thế này. Vẽ đồ với hộp Pandora, thêm trang bị với tiếp tế thành phần, tiếp tế trang bị hay một trang bị ánh sáng cho Swain với kho thần tích cũng là ý hay. Những nâng cấp cộng mốc tộc hệ như trái tim, linh hồn sát thủ hay trái tim, huy hiệu, linh hồn bạo long đều phù hợp. Nếu may mắn có hai ấn bạo long thì bạn có thể kích mức 8 bạo long với sức mạnh cực kỳ lớn. Nâng cấp sức mạnh đoàn kết khi kết hợp với hiến tế lời thề hộ vệ thì cả team sẽ như những tảng đá vậy vì nó rất cứng. Cuối cùng, đặc biệt nhất là cặp đôi hoàn cảnh. Với nó, anh em có thể chơi gấp đôi Rengar để hai con mèo cùng vồ vào mục tiêu nào là chết luôn mục tiêu đấy. Sau khi giới thiệu chi tiết tất cả mọi thứ về đội hình Bạo Long Swain, cà phê nhân phẩm sẽ tổng kết lại như sau. Ưu điểm đầu tiên của bộ bài là có nhiều carry với lượng sát thương chia đều ra nhiều vị trí, nên dù một carry có nằm xuống thì vẫn còn có sát thương khác bù vào. Tiếp theo, với hiến tế lời thề hộ vệ thì cả team sẽ được cộng rất nhiều giáp kháng phép nên rất lì đòn. Nếu địch không có cung xanh hay dao điện thì sẽ là gãi ngứa cho Swain hơi lâu đấy. Ưu điểm cuối cùng là không có tướng bậc 5 nên có thể dễ dàng hoàn thiện ở cấp 8 mà không cần quá nhiều nhân phẩm. Nhưng tướng bậc 2 đến bậc 4 khá dễ kiếm trong mọi giai đoạn trận đấu. Kết thúc phần ưu điểm, chúng ta cùng chuyển sang nhược điểm. Đội hình có 3 tướng bậc 4, trong đó có dòng thần Swain nên khá là tốn tiền để hoàn thiện và cần một chút nhân phẩm để nâng hết các tướng này lên 2 sao. Yêu cầu đồ chuẩn để hiến tế, cụ thể ở đây phải là lời thề hộ vệ thì mới chơi nhé. Ngoài ra, đồ chuẩn cho Swain cũng rất quan trọng. Nếu không có thì hãy cố ghép đồ chống chịu cho tướng này thay vì đồ sát thương. Đầu game khi chưa có Swain thì khá khó triển khai,
vì Bạo Long đầu game sẽ yếu nếu không hiến tế, mà hiến tế thì bị thiệt quân số nên vẫn dễ thua. Anh em phải rất khéo léo trong việc đép máu đầu game để hướng tới cấp 8 đó nha. Nhược điểm cuối cùng là thiếu khống chế cứng một cách trầm trọng. Nhược điểm này có thể bù đắp bằng cách bổ sung Hecarim, vừa thêm chống chịu, vừa có khống chế cứng diện rộng. Vừa rồi là tất cả kiến thức về bộ bài Bạo Long Swain. Anh em hãy ghi nhớ thật kỹ để áp dụng ngay vào thực chiến nhé. Hãy cùng Bạo Chúa Swain hút máu cả lobby nào. Sau khi cùng tìm hiểu với anh em về bộ bài Bạo Long Swain, nếu anh em thấy hay thì hãy để lại một like, một share, bấm theo dõi và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào khác từ chúng mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Mùng 9 tháng 9, siêu sale ngày hội trăng rằm cùng shopcafenhanpham.com. Giảm giá toàn bộ tài khoản, sở hữu ngay tài khoản 100 skin chỉ với 99k. Xả ác tồn kho, không lo về giá, với danh mục xả ác tồn kho giảm 70%. Nick giá rẻ, chế độ bảo hành 1 đổi 1, uy tín top 1 Việt Nam. Mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn, chỉ có tại shopcafenhanpham.com từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9.